mở chỉ cho anh em để mở một cái con đồng hồ quân đội của biệt kích dùng. Thì cái dụng cụ mở đó là nên mua cái này, nhưng mà cái loại xịn, loại tốt, đừng có mua cái loại ngoài chợ mà có đủ màu, mở sẽ bể kiến. Con giỏ nhựa thuộc chiến tranh Việt Nam, nó sản xuất năm 1975 nè. Anh em mua là để ý cái mấy cái miner của nó nè, mấy cái cọc này là nó phải còn cái bộ miner hết, còn sáng hết mọi thứ đó. Rồi lên dây đó, lên dây thử. Con này là máy cơ lên dây có, một lần lên dây có là chạy được 48 tiếng. Cái cọng dây dù là dây dù zin của nó nè, dây dù zin nó thì mà khi mình đeo đó, nó không có bị ẩm mốc, nó không bị ngứa tay, ai mà da mà dị ứng nó đeo nó cũng không có ngứa. Còn dây dù mà lô dây đồ phay đồ mới giờ là nó đổ lông, cọng dây giờ khá hiếm nha. Thường những cái con quân đội mà bên rút là ở cái núm ở giữa nó có cái dấu trừ ở chính giữa nè, màu nó không có bóng, tại vì nếu mà nó chói thì bị địch phát hiện đó. Cái này khi mà mình ra ngoài sáng á, mà mình vô tối lại á, là nó miner nó sáng lắm. Kim trôi chạy rất là đều, vỏ nó bằng nhựa. Thì anh em mua mà thấy cái chỗ này cũ thì cũng bình thường thôi, nhưng mà muốn mới thì mình chỉ cần cạo, dùng vô lam cạo nhẹ sơ cái lớp này đó là nó giống như màu này thôi. Con này là dành cho biệt kích dù, sản xuất năm 1975. Máy của nó là chỉ có 7 chân kính thôi nhưng mà chạy rất là bền. Khi mua anh em nhớ dặn cứng dây có, dặn cái nào mà còn cứng dây có thì mình lấy, còn nếu mà dặn mà anh tuột luôn là bị đứt ở trong rồi, là mình phải đem ra thợ để mình thay dây có, mà dây có nó hiếm lắm. Mình chỉ cách mở, nó là mở mã số, thì mình phải cần phải mua cái đầu mở mã số này. Cái chân nó bằng nhôm nha, bằng nhôm. Đây, của hãng Vico, có cái loại bằng đồng nữa, chân này cũng rất là tốt, mở không bị tuột kính, không bể mà kính. Cái này mình phải sang mình mua đồ cũ, hoặc là mình ra mấy chỗ mà thợ đồng hồ mà bán đồ cũ á, mình mua mà dễ gì người ta bán. Mình thì có hai con để dành. Còn nguyên sản xuất tại đâu thì mình cũng không có coi. Cái này là khi mà để bóc mặt kính lên nè, khi mà kẹp cái kính dưới đây là mình mở này ra để mình bóc bóc kính lên gắn vô đồng hồ. Rồi bây giờ mình mở ra cho anh em coi ha. Chỉ vừa cứng thôi. Anh em giữ cho chặt, giữ giống như mình giữ nè, giữ chặt đâu, đây nhẹ nè, đó. Đây. Con này thì còn rất là đẹp. Cái chỗ này thì thường cái nào nó cũng bị nứt nhẹ miếng, này xử lý rất là dễ. Xử lý được cái này thì anh em chỉ cần mua keo epoxy dán lại, rồi lấy dao lam cào nhẹ thôi. Em mở ra cho anh em coi. Đấy, máy nè, còn mới tinh.
thường á là máy Benrush, còn không á thì những cái đời mà năm 70, từ 65 cho đến 74 á là máy Belfort. Nó 7 chân kính. Máy này rất là còn mới. Không cần phải lau dầu gì hết. Các cọc miner này nó đâu còn nguyên hết, thấy chưa? Riêng cái đời năm 75 với 76 là ở trên mặt nó có cái biểu tượng H3 với biểu tượng radio. Cái vỏ nhựa. Đây. Ti này là kêu bằng ti đuôi cá, nhưng mà ti đuôi cá thì gọi là đuôi cá vậy thôi, chứ thường là ti đực ti cái. Cái này là đực. Ti đực thì nó để lấy nét. Ti đực là mỏ nó dẹp. Ti cái là hôm nay. Đây ti cái này. Đó. Anh em đừng có cố gắng mà giật ra là nó sẽ đi luôn cái ti cái. Để mình chỉ cho cách mở mà không cần giật. Gắn vô lại rồi mình chỉ cho cách mở, không cần giật nha, không cần phải giật ti. Giật ti là hư hết. Để vậy là mình đóng cái mặt số nó lại. Nghe cái cốc vậy là sáng rồi đó. Khi mà anh em gắn ti vô, anh em xoay xoay nghe ngay khớp lạnh, anh em nhấn vô nghe cái cạch. Đó, vậy là ngay. Mở ra lại cho rồi, đừng có giật ti mở ra, giật ti mở ra là đi luôn cái ti. Xoay xoay bắt cảm giác cái ti nó xuôi xuống cái chiều của cái ti cái. Rồi đó mình lắc nhẹ cái là ra thôi. Đây. Đó. Đây là cái cách mà mở một cái đồng hồ mà xài cái ti đực ti cái. Khi gắn vô thì anh em cứ canh ngay cái ti, anh em xỏ qua thôi, mấy bạn xỏ qua. Anh em mà chơi đồng hồ lính, đồng hồ vàng các thứ cũng gần giống vậy thôi, cũng ở mặt số thôi. Đồng hồ xưa là thường như thế nào cũng vậy, mở đích thì dễ rồi, còn mở mặt số này là phải mua cái này, phải phải xài cái này. Mình quay thì làm nó hơi lủng củng xíu nha. Biệt kích dù mà tham chiến tại Việt Nam á thì nó dùng hai dòng đồng hồ cấp cho biệt kích, là một là Benrush, hai là Wedlock. Còn Wedlock cực kỳ hiếm, chút nữa mình show cho con Wedlock cho mấy anh em coi. Còn Benrush thì nó đã hiếm rồi, mà còn Wedlock nó hiếm hơn. Nó chỉ Benrush thì nó sản xuất, nó cấp cho sản xuất ra từ năm 1965 cho đến 975, 76 không có. Còn lại Wedlock này, anh có ba con Wedlock.
6, 18 cho đến năm 70 là hết. Quần lót chỉ sản xuất trong thời gian đó thôi. Chúng tôi bóc ra thống trên không này để sưu tập. Đây, cách mở của con này vậy là xong nha. Mình sẽ làm cái clip để mà chỉ cho anh em cái cách mở con quần lót.